Chào các bạn, son mắt kit của hãng Hand Smile Tini giới thiệu hôm nay là phiên bản mới nhất của hãng. À, cũng giới thiệu luôn với mọi người, đây là hãng son mới, được người Hàn Quốc làm ra để bán cho các nước châu Á là chính. Chứ ở Hàn không có cửa hàng bán lẻ son này đâu nha. Thỏi son với thiết kế hình trụ vuông, tương đối giống với thiết kế của hãng 3CE, nhưng em nó lùn hơn, béo hơn, nên nhìn hô và cục mịch. Nắp son có gắn 500, giống với thiết kế của hãng S-Boy, thân son thì sần sùi, chứ không bóng bẩy như các loại son cao cấp khác. Son có tất cả 5 màu, trong đó có màu cam đất đang được yêu thích nhất hiện nay. Các màu son khi ra tay nhìn rất đẹp, rất ưng ý, nhưng lên môi thì Tini chưa thật sự hài lòng. Son mắt màu hơn 2 giờ, chất son mềm nhưng có phần hơi nặng và hơi bột môi một chút xíu. Son có mùi rất nhạt, gần như là không mùi. Màu đầu tiên Tini Squat là màu hồng nhạt, màu này lên môi khá ok, làm trắng răng người dùng, nhưng nó lại hơi kén da. Màu cam tươi orange này có thể được xem là màu son đột biến trong năm màu. Chất của thỏi son này nó bị chai, thoa mỗi tay mà lên có tí xíu à. Màu lên môi ở ngoài lon lỗ rất xấu, không hiểu sao lên clip lại thấy đẹp hơn. Độ bám màu không tới 1 giờ, nói chuyện một hồi là son bay sạch. Màu Velvet Red hãng ghi là đỏ tươi, nhưng Tini lại thấy nó hồng nhiều hơn. Trong các màu thì màu này là mềm môi và lên màu đẹp nhất. Và đây là màu cam đất Milk Coffee. Em này hợp với tất cả các màu da, nên nếu thích thì cứ mua, đừng ngại kén da nha. Cuối cùng là màu Red Brown, hãng ghi là đỏ ngã sang nâu, nhưng Tini thấy chỉ có tông nâu, không có tông đỏ, giống như là cam nâu nhiều hơn. Màu này Tini khuyên các bạn đừng dùng, nhìn tương tự màu bã trầu trong lớp già. Có nhiều màu đỏ nâu của các hãng khác, tương đối đẹp và sang hơn so với màu này. Tini sẽ tặng lại 5 thỏi son mình đang review này cho 5 bạn may mắn đang xem clip. Điều kiện vẫn như cũ, hãy vào link bên dưới và comment lý do bạn muốn nhận son. Một tuần sau khi đăng clip, Tini sẽ chọn 5 bạn may mắn nhất để gửi quà. Đương nhiên là màu son sẽ được tặng ngẫu nhiên nha mọi người. Và nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ Tini nha. Bye!